Vâng, đây là nguyên nhân mà tôi làm mãi mà không được, mà tôi hàn đi hàn lại các điểm đứt đường kia các thứ mà tôi làm mãi không được. Đó là nguyên do con CU của tôi nó đã bị đứt quá nhiều đường do khách làm rơi. Cái máy này các bạn nhớ là soi kỹ hoặc là xem các điểm nó có mình có câu được không. Nếu khắc phục được thì chúng ta sẽ câu lên trên các điểm trên, không được thì chúng ta sẽ thay men cho khách. Làm những con này cực kỳ mất công vì nó có lúc được lúc không. Đấy, chúng ta phải dùng kính lúp hoặc kính hiển vi cho điện thoại ra soi. Đó là nguyên nhân gây đến cái bệnh không hiển thị màn hình trắng xóa. Vâng, cảm ơn các bạn nhớ nhấn like và subscribe. Các bạn nếu muốn xem các video khác thì hãy đăng ký kênh và subscribe. Nếu mình có những video mới thì sẽ hẹn lên kênh các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.